Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Dưỡng Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, phần tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 12 âm lịch này sẽ giải luận về cuộc sống của bạn theo 4 phương diện, đó chính là tình duyên, tiền bạc, sức khỏe và công danh, sự nghiệp, trong một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Chương trình ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát, vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về giải đoán của lá số tử vi của mình. Chắc chắn đây sẽ là phần luận giải cực kỳ chi tiết và đúng nhất cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi để nắm bắt vận trình của mình quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tính cách người tuổi Giáp Tuất, mệnh sơn đầu hỏa, khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết cảm thông và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ tốt cho đối phương. Con giáp này cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy, cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Vận thế của người tuổi Giáp Tuất có những bước phát triển tích cực trong tháng 12 năm 2021, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang lên cao có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng, ỷ lại và có những hiểu biết sâu sắc về những tri thức quan liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem lại những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Giáp Dương Mộc gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính tài, nghĩa là thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ Giáp Tuất cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những con giáp tuổi Giáp Tuất hiện còn học lên cao thì tháng này sẽ rất tốt để bạn làm quen với môi trường kiến thức mới. Thời gian trước bạn siêng năng, chăm chỉ cũng sẽ được đền đáp bằng những điểm số cao, những ghi nhận từ thầy cô. Với Giáp Tuất đã đi làm, trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong tháng 12 âm lịch, với những diễn biến giúp cho công việc khởi sắc, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vất vả nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được những điều mình mong muốn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 12 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha, hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của gia chủ Giáp Tuất không có điều gì đáng lo ngại, chỉ có điều tinh thần của bạn không được tốt, bạn gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm.
hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó, lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình. Tử vi tháng Tân Sửu nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến cho đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến cho số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù là lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Bản mệnh có sức cuốn hút của riêng mình, nên không hề phải gồng mình lên để tỏ vẻ hay chứng minh điều gì mà cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy rung động. Người độc thân sẽ sẵn sàng để chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Họ gạt hết những chuyện đã qua, hướng về tương lai mới tươi sáng và bạn sẽ có được hạnh phúc mà mình mong chờ. Với các cặp đôi, bạn cần phải bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn nữa. Đừng để đối phương cảm thấy chỉ cho đi mà không được nhận lại gì. Chớ lý trí quá mức trong chuyện tình cảm. Đây là chuyện cần cảm xúc cơ mà. Trong tháng này, những người tuổi Giáp Tuất sẽ có thể là tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng Tân Sửu, tháng 12 có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lực Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ Giáp Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1994 trong tháng 12 âm lịch.
Qua đó, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được cuộc sống may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Dưỡng Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.